Vâng, hôm nay dù trời khá là tối rồi nhưng em Dũng vẫn review cho anh chị một chiếc xe vừa mới về cập bến tại công ty Ba Tư Phan. Bởi vì đang có rất nhiều những khách hàng đặt cầu về nhu cầu những cái chiếc Accent đời cao và số tự động với tầm tiền hơn 400 triệu đồng. Và chiếc xe này vừa mới cập bến thôi. Và cái chiếc xe này cũng chỉ cần dọn rửa qua nước lã để có thể là quay lên hình để có thể thông báo với anh chị sơ qua, bởi vì đang có khá nhiều những anh chị đặt hàng em Dũng chiếc xe này. Chính vì thế cho nên là em Dũng sẽ thực hiện trực tiếp lên như thế này để anh chị xem qua và có thể là chốt cọc luôn để mang chiếc xe này về sử dụng. Bởi vì bản thân những chiếc Accent 2019 phiên bản cửa gió điều hòa phía sau, có nghĩa là cuối 2019, có trang bị vô số những cái đồ chơi cũng như là cái trang thiết bị đó là hộp số tự động rất là đẹp đẽ và form dáng đẹp như thế này. Đấy, đèn bi lát sáng quắc. Chiếc xe này thì chạy mới có vạn 6 thôi, lốp theo xe cả dàn anh chị nhé. Vâng, và ở đây thì xe này còn sơn si zin nguyên còn đến gần như 100% anh chị ạ. Vâng, đây là một chiếc Accent bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn có số tự động. Và xe này chủ nhân cực kỳ là giữ gìn và trang bị khá nhiều những cái trang thiết bị để cho chiếc xe này nó được hoàn thiện tốt hơn. Ốp đồ của chiếc xe này thì đang lăn bánh là có 1,6 vạn thôi. Bên em vừa mới cập bến, xe được trang bị hệ thống chống trơn trượt, hệ thống điều khiển đèn pha. Chủ nhân cũng lắp thêm đó là sàn lót 3D và bộ ghế da được thiết kế màu đỏ đen rất là đẹp. Một chiếc xe gia đình chạy khá là chuẩn mực. Bản này, anh chị nhìn chiếc xe này rất là mới này. Chỉ nhìn ban đêm như thế này thôi, anh chị sẽ thấy được cái độ mới của nó. Trần vẫn là trần nguyên nỉ, giấy bóng này. Và thứ hai nữa đó là anh chị nhìn thấy ngay cả cái phần cột ở phía bên này vẫn còn giấy bóng này. Vâng, xe rất là mới, rất là chuẩn mực. Tất cả các ô cửa gió vẫn còn mạ chrome này. Xe được trang bị màn hình Android này, màn hình theo xe và có tích hợp cảm biến sau, và sau đó có tích hợp Vietmap, các hệ thống điều hòa cơ và phím điều chỉnh âm thanh. Đấy, chìa khóa và đề ấn nổ sát tốp, chìa khóa đề ấn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh và củ số để bọc ra. Tất cả còn rất là mới. Một chiếc xe như thế này thì anh chị mua về sử dụng là quá là yên tâm. Về trang thiết bị của xe thì xe được trang bị thiết bị đó là tích hợp vô lăng này, tích hợp bàn phím trên vô lăng này. Tất cả cái chi tiết xe còn rất mới. Vâng, chiếc xe mới có 1,6 vạn lăn bánh thôi thì không khác gì một chiếc xe mới cả đâu anh chị nhé. Thế bây giờ ta sẽ cùng quan sát đó là gì thôi ạ. Đó là hệ thống xe thì được trang bị là đèn auto và gạt mưa auto. Đèn auto và gạt mưa auto anh chị nhé. Những cái thiết bị cao cấp nhất của cái dòng xe số tự động. Và bây giờ anh chị sẽ cùng em xem cái phần khối động cơ của chiếc xe nhé. Buổi tối nhưng chắc chắn đây, hệ thống đèn pha đó là đèn bi projector và giải led ban ngày này. Đấy, anh chị nhìn đây, cái lớp sơn si của chiếc xe này là sơn zin nguyên, cho nên là khi anh chị đến đây xem chiếc xe này nó cực kỳ là bóng đẹp, một chiếc xe chuẩn mực về chất lượng. Và bây giờ anh chị sẽ cùng em quan sát đó là cái máy của chiếc xe. Và một chiếc xe mà máy chạy ít thì anh chị sẽ nhìn tổng thể của nó như thế này đấy ạ. Tất cả là mọi chi tiết về giằng cột, ngay cả nhìn buổi tối này thôi anh chị cũng sẽ nhìn được chiếc xe nó nguyên bản, không hề có những con ốc vít nào bị tháo rời ra cả. Đây anh chị nhìn này, tất cả là còn zin nguyên. Chiếc xe không hề có một cái vấn đề gì về va chạm thân vỏ cũng như là những yếu tố về keo chỉ, cũng là zin đét 100% nhé anh chị nhé. Zin đét 100% chưa từng tháo mở này. Đấy, hệ thống thung gầm, tất cả phía bên trong cũng thế này, tất cả đều chuẩn mực và zin đét nhé. Máy móc các thứ sáng quắc và tươi rói rói luôn nha anh chị nhé. Tươi rói rói và sáng quắc luôn, zin nguyên luôn. À, từng con xe, từng cỗ máy của chiếc xe này đều là chuẩn mực anh chị nhé. Hãy riêng về cỗ máy với những chiếc xe mà chạy ít như thế này thì thực sự nó quá là chuẩn mực để anh chị có thể là mua một chiếc xe lướt. Với cái tầm giá mà bên em đang bán là 445 triệu đồng cho anh chị nào đang đặt hàng thì anh chị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại hotline của công ty 0964 834 834 để có thể là chốt thật nhanh chiếc xe này. Và chiếc xe này thì như em mô tả đó là sơn si của chiếc xe này còn zin nguyên gần như 100% nhé. 4 lốp theo xe cả dàn nhé. Và sơ cua chưa hạ, xe được trang bị cửa gió điều hòa phía sau này, trang bị cửa gió điều hòa phía sau và bộ ghế bọc da rất là đẹp. Đây, một chiếc xe chuẩn mực về chất lượng cho quý khách hàng.
Và đây anh chị có thể xem cái phần phía sườn hông này. Đấy, một chiếc xe nguyên bản thì ta sẽ nhìn cái lớp sơn si ngay cả về ban đêm thôi, nó cũng rất là đẹp như thế này. Và khi anh chị cái lớp sơn zin ấy nó khác với sơn thường. Đó là cái lớp sơn zin thì khi anh chị rửa thì nước nó trôi rất là nhanh. Đó cũng là một cái chi tiết để cho anh chị có thể phân biệt được cái chất lượng của chiếc xe. Đây, ngay cả phần trước phần sau xe được trang bị cảm biến lùi phía sau. Hôm nay buổi tối như thế này rất nhanh để anh chị có thể là chốt nhanh chiếc xe này. Với những anh chị đang là trực tiếp quan tâm tới dòng sản phẩm Accent số tự động sản xuất 2019, là cái dòng sản phẩm mà đang được ưa chuộng trên thị trường. Bởi vì thứ nhất nó đời cao, thứ hai số tự động, với động cơ 1.4 thì tiết kiệm nhiên liệu và rất nhiều những cái tính năng ưu việt cho cái chiếc xe mà bên em đang chào bán với anh chị đây. Đấy. Nguyên bản zin nguyên 100% nhé. Nguyên bản và zin nguyên 100% cho chiếc xe Accent này. Ta sẽ mở nắp cốp ra để xem một chút nữa thôi. Và trong ngày như thế này thôi, anh chị sẽ đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe. Và anh chị nào đang quan tâm tới chiếc xe này thì hãy nhanh chóng đặt cọc. Chiếc xe này cũng có thể hỗ trợ cho anh chị với lãi suất ngân hàng, với mức vay đó là 70% và mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi nhé. Tất cả bảo hành nguyên zin từ con ốc cho anh chị. Đây, chủ xe còn rất cẩn thận là mua cả cái này, nó gọi là cái chắn, nghĩa là cái chắn mưa bọc ở bên ngoài. Và đây, nắp cốp này rất là tối nhưng mà vẫn có thể nhìn được. Tất cả còn zin nguyên, không hề có tì vết gì nhé. Tất cả rất là sạch sẽ cho chiếc xe này, chuẩn mực và sạch sẽ, sơn si còn zin nguyên nên là nhìn rất là bóng mượt. Anh chị hãy điện thoại cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834. Vâng, một chiếc Accent 2019 phiên bản số tự động vừa cập bến tại công ty Ba Tư Phan và đang được chào bán với mức giá cho anh chị đang quan tâm, đó là 445 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị và vận chuyển đến tận nhà cho anh chị để anh chị có thể kiểm tra nếu như anh chị có nhu cầu. Đó chính là những cái điều mà anh chị được thừa hưởng khi mà anh chị đón nhận một cái dòng sản phẩm rất là chất lượng của bên công ty. Và nhất là những anh chị nào đang quan tâm và có nhu cầu là quay clip trước để đặt cọc. Vâng, rất là chuẩn mực anh chị nhé. Đẹp lắm ạ. Vâng, chiếc xe này chạy ít mà đẹp lắm anh chị nhé. Hãy điện thoại cho em Dũng 0964 834 834 để chốt cọc chiếc xe này. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và chào tạm biệt.